Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Mình rất vui vì hôm nay được gửi đến các bạn một video cực kỳ hay và bổ ích. Video mang tên Giao tiếp giữa Arduino và MATLAB. Thì trong video này mình sẽ kết nối phần mềm MATLAB với con Arduino của mình và để điều khiển một con LED. Con LED này chỉ là tượng trưng thôi. Sau khi đó thì các bạn có thể phát triển lên, ví dụ như là điều khiển động cơ, tốc độ, vị trí, tất cả mọi thứ. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm ba cái thử nghiệm. Thử nghiệm số 1 là cấp sum vuông và cho cái con LED nó nháy. Tiếp theo thử nghiệm số 2 là tín hiệu sáng tắt. Khi mà bật một lên thì đèn sáng, còn không là đèn tắt. Thử nghiệm số 3 là sóng hình sin. Thì khi mà cái tín hiệu nó vượt lên mức bên trên này thì đèn sẽ sáng, còn khi mà nó đi xuống thì đèn sẽ tối. Ở đây mình cài đặt tạm thời là 70%, độ rộng sum là 70%. Ở đây mình có thêm một khối scope để có thể đo được cái đồ thị tín hiệu. Và ở đây mình có thể hiện một khối display nữa để khi mà dùng thì nó có thể hiển thị lên đây và chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Mình cũng để một cái màn hình ở đây để các bạn thể quan sát được một cách trực quan hơn. Và chúng ta bắt đầu vào thí nghiệm nhé. Bây giờ mình sẽ chạy phần mềm MATLAB trước. Như các bạn có thể thấy thì chưa có gì xuất hiện ở đây cả. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm với cái đầu tiên này. Đầu tiên là chân Arduino mình kết nối với chân 10 nhé. Chân số 10, 1, 8, này, 9, này, 10. Như các bạn thể thấy thì nó đang ở tín hiệu tắt. Và bây giờ mình sẽ thử bật cái công tắc lên xem nó sáng không nhé. Tín hiệu nó hơi bị chậm một chút. Đó, thì nó đã sáng lên. Tắt đi này. Kích hai cái tắt đi này. Kích hai cái bật lên. Đó. Chân bên này thì các bạn sẽ nối với chân GND nhé. Theo mình như hình mình chỉ nó hơi giật một chút. Đó, thì thử nghiệm về tín hiệu sáng tắt là ok. Đây mình lại bật lại này. Tín hiệu 1 này, đây khối display hiển thị này. Chúng ta thử xem scope xem như thế nào. Đó, tín hiệu 1 đây. Tiếp theo đến tín hiệu cấp sum vuông. Mình sẽ phải thay chân. Đó là chân số 8. Đó. Chúng ta có thể thấy 01 các tín hiệu sum vuông 0101 làm cho đèn sáng và đèn tắt. Độ rộng sum ở đây 70%. Mình sẽ thay đổi một thử một chút cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ thay tầm khoảng 25 đi. 25% độ rộng sum. Xem nó hiển thị như thế nào. Như bạn lại thấy thì nó có vẻ là nháy nhanh hơn. Đó. Mình sẽ thử cho các bạn đến ví dụ độ rộng sum là 10% xem nó có làm sao không. Đó, độ rộng sum 10% đây. Thử độ rộng sum là 90% đi. Xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Nó chớp rất là nhanh, tại vì độ rộng sum cao thì tức là tín hiệu 1 đưa vào nó sẽ lâu hơn. Thì nó sẽ cho đèn nó sáng lâu hơn. Tiếp theo này. Mình sẽ cắm vào chân số 9 ở đây, các bạn có thể nhìn thấy pin 9. Đó. Chân số 9 ở đây là gì? Là một tín hiệu đồ thị hình sin. Ở đây mình có cài đặt như sau. Mình cho đạt giá trị max luôn là cây cận này là 255. Đó, thì tần số mình để 0,01 để cho nó chậm một chút thì các bạn mới có thể xem được nó sáng. Các bạn thể nhìn hình display này. Cứ khi nào mà nó từ 0 cho đến 255 thì đèn sẽ sáng. Còn nếu ở giá trị âm đây, đèn sẽ đang tắt này. Và nó chuẩn bị sáng này. Khi mà nó đạt vượt qua 0 thì nó sẽ sáng lên này. Đó. Chưa nhỉ? Mình sẽ cho các bạn xem đồ thị tín hiệu được không? Này sẽ đây. Đây khối scope hình như là có gì đấy sai sai ở đây, có vẻ không đúng lắm.
vấn này có vấn đề các bạn nhé. Bình thường thì nó sẽ đi theo cái chiều như thế này. Mình sẽ để thấp xuống tầm 50 thử xem nó có khả thi hơn không. Xem nó có chạy được không. Đâu mất tiêu rồi. Đèn nó sáng này. Sao nó lại chạy như này nhỉ? Mình sẽ chỉ thử chỉnh cái tần số này xem. 255 này. Tần số mình để 0.628 này. Đó 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 đó. Như các bạn có thể thấy đây này, đây là hình sin được chưa? Có vẻ cái tín hiệu nó hơi hơi cứng. Đồ thị nó không đẹp lắm. Mình phải thay đổi cái này để cho nó cho các bạn dễ xem hơn. Ví dụ mình để tần số là 0.2 xem. Đó, các bạn có thể thấy. Cái này thì có vẻ hơi nhanh nhỉ. Mình sẽ để chậm hơn. Ví dụ như là 0.05 chẳng hạn. Nó hơi thải. Này nó sáng kinh khủng hơn. Tốc độ. Để 0.01 xem sao. Sao nhỉ? Nó chạy rất là nhanh. Đó, vì về cơ bản là các bạn có thể thấy đây, mình cái này nó đi hơi nhanh nhưng mình sẽ giải thích qua nhé. Như là cứ khi nào đồ thị nó ở tầm trên cái trục số 0 này, các bạn nhìn theo con chuột mình nhé, thì đèn sẽ sáng. Còn khi nào nó ở âm ấy thì đèn sẽ tắt. Đó là về xuất tín hiệu từ MATLAB ra chân Arduino ở đây. Còn của cái con mình đang dùng là AT Mega. Thì mình sẽ thử lại cái con ví dụ chân số 10 này, tín hiệu sáng tắt này. Đó, thì các bạn có thể làm động cơ bật tắt động cơ bằng cái này cũng được. Còn chân số 8 là nhấp nháy. Để 50% độ rộng xung thì nó sẽ nháy. Chúng ta cùng xem lại đồ thị của nó. Về cái hình sin. Sin là chân 9 đúng không ạ? 2. Đó, có vẻ nó chạy điềm tĩnh hơn một chút. Không chấm không không một xem nào. Này béo quá. Đó, thì các bạn nhìn thấy nhá, cứ khi nào nó lên này. Lên thì đèn sẽ sáng, còn xuống thì đèn sẽ tắt.